Rồi, hello anh em. Hôm nay chủ nhật lên ngắn gọn cho anh em 12 cây thôi nghe anh em. Anh em chốt máy thì nhớ giùm em cái mã hôm nay là chữ K ha, và gọi vào số điện thoại giùm em là 0972 949 527. Anh em xem thì nhớ cho em xin một lượt đăng ký kênh và một dấu like ha. Ở địa chỉ của em là nằm ở xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Ở bên em bán hàng không có cần phải lấy cọc ha. Đến nơi anh em mình được quyền kiểm tra, test nổ rồi xong trả tiền cho cái người giao hàng. Đó, một số nơi người ta lấy cọc nhưng mà đến nơi người ta chỉ cho anh em mình là coi máy thôi chứ không có cho test nổ anh em. Còn bên em là cho anh em test nổ luôn ha. Và giá trên đây là em đã bao ship và đầy đủ phụ kiện kèm theo là dây đeo, lưỡi cắt, tiếp mở mugi, ổ phát cước, lục giác 4 và cản cỏ là đầy đủ 6 món cho mình. Và giá trên đây là bao ship ha. Còn ví dụ như nó phát sinh thêm thì anh em mua thêm cái gì thì tính thêm cái đó ha. Nhớt 100.000 một bình, nhớt 2 thì loại 1 lít, gom cỏ 100.000 một cái và đầu bơm nước 150.000. Đó, và cái giá bên em bán thì nó bao rẻ rồi nghe anh em. Vui, bởi vì anh em vui lòng không trả giá giùm em ha. Trả giá em cũng không có bớt thêm được nữa ha. Ví dụ như con này 1 triệu nè. Đó, là anh em chốt con này thì nhớ giùm em cái mã là K1. Đó, và bên em là bán hàng bãi Nhật ha anh em. Bên Nhật người ta sử dụng hết hạn rồi xong về tới tay em là em kiểm tra, em vệ sinh, em rửa gáy, em xúc chỉnh bình xăng con đồ lại là chạy ha. Đó, còn bởi vì anh em chốt hàng thì nhớ xem kỹ video nè, có trên đây sao, thay cái gì hoặc là cái máy nó có bể dở gì không là em sẽ báo hết, bởi vì anh em xem cho kỹ rồi mình hãy chốt hàng ha. Và anh em chốt hàng cái con máy trên video này nó như thế nào thì chừng nữa ra ngoài nó sẽ như vậy đó ha. Bởi vì cái phần nào không hiểu thì anh em hỏi trước giùm em rồi mình hãy đặt hàng, chứ đừng có đặt xong rồi đến nơi em ơi sao cái máy này nó bự dữ vậy em, rồi sao anh quải nổi đó. Rồi nhiều anh nói, em quay sát nè, trời ơi anh tưởng đâu cái máy nó bằng cái tivi nhà anh mà xe đem ra nói chút xíu à. Bởi vì biết đường đâu trả lời đúng không. Ở trên đây là cái nòng của cái máy và cái công suất của nó là bao nhiêu thì em có báo cụ thể hết. Anh em chưa hiểu thì anh em được quyền hỏi em, hoặc là anh em nói ừ cái công việc của anh cắt cỏ vậy đó, đó cái máy đó phù hợp không anh, đó, phù hợp cho anh cắt không đó, thì cái đó hỏi trước giùm em, chứ đừng có đến nơi ừ cái này gì kỳ vậy, cái kia gì kỳ vậy, rồi cần nó gì kỳ với em không biết đường mà đủ chuyện trên đời hết nha anh em. Bây giờ hỏi trước ha. Đó, trên video làm sao là ra ngoài nó sẽ như vậy đó. Rồi thì hôm nay nè có mít su tên là 261 nè anh em. Tên là 26 ha, TB và TU 3, 4, 6 con mít su nằm ở dưới đây luôn, 6 con mít su siêu vip ha. Trên này thì có Cinderella Shop 2.500 nè, Maru 26 tùm gầy và Maru 26 ra bóp ha. Đó, và một con cơm mít su đề cao, một con Maru và một con Isaki ha anh em. Rồi em vô luôn ha, con này là con K1, nhớ nó để là Isaki CG2212 nè. Con này thì nó thuộc cái hệ máy của là Kawasaki TG20 nha anh em. Nòng của nó là 30 ly ha, 20cc. Máy gọn nhẹ cho anh em mình xài gia đình nhưng mà chạy rất là bốc nha anh em. Máy móc thì nguyên zin hết á. Con này em đã lên chế quam gồ 2 kim mới rồi nghe anh em. Áo nó hơi nứt xíu nè anh em thấy không. Đó, giá chỉ có 1 triệu thôi nghe anh em. Giá thì bao ship và đầy đủ phụ kiện kèm theo rồi ha. Tum nhôm TG20, công tắc bật xuống là tắt, bật lên là chạy ha. Tay lái anh em thích tay nào thì em sẽ gắn vô tay đó nha. Cái này nữa em gỡ ra bỏ. Đó, cần đầu bò đều là zin K1, 1 triệu. Rồi K2 là dòng máy Maru nghe anh em, 225 ha. Nòng của nó là 32 ly, 22cc nghe anh em. Con này thì giá 1.200.000 thôi. Đó, thì cái dòng Maru là dòng máy đời cao nghe anh em, bền, dễ nổ và tiết kiệm xăng ha. Đó, bền, dễ nổ và tiết kiệm xăng. Anh em nào mới xài lấy con này xài, nhỏ gọn cho xài gia đình. Đó, nó ghê vô đâu đó tầm cả 4kg thôi. Máy móc nguyên zin hết, 22cc, nòng 32 ly. Chế thì đã lên chế 2 kim mới nghe anh em. Lốc có dập không? Lốc có dập da băng nghe anh em. Đó, nó dập ngay cái góc lên anh em thấy không? Đó, còn nhiêu lại là đầu zin hết nha. Đó, còn nhiêu lại là đầu zin cho anh em hết.
Ở tâm của nó là tâm liền ha, con này rất là nhẹ nghe nè, rất là nhẹ ha, ốp eo đẹp nè, tay lái thì cũng chưa gắn luôn nghe nè, thích gắn tay nào em gắp cho tay đó ha, cần đồ bò đồ là zin hết, K2 1.2 triệu. Rồi K3 là đến từ thương hiệu Genoa Komatsu, mắc in da bằng ha, BCZ235, nòng 32 ly. Đó, nòng 32 ly anh em, 23cc nha, con này rất mới nha, dây giật mới keng nè, con này đã lên chéo qua gồ 2 kim mới rồi ha. Thùng xăng lớn là zin nè, chụp giật trợ lực nha anh em, trợ lực nhỏ ha. Cái dòng này thì cái động cơ nó xài cái động cơ xăng chô nha, một ngày anh em chạy 8 tiếng hao tầm 2 lít xăng thôi. Tại vì khách đã xài, đã phản hồi, đã báo cáo rồi. Đó, bởi vì bên em mới biết ha, bên em mới biết. Đó, chạy nó rất là lợi xăng anh em. Và con này thì máy siêu mới nha. Đó, máy siêu mới ha. Dòng máy mua ghi đứng đó thì nó chạy rất là lành nha anh em. Tùm nhôm nè ha. Con này ra bóp với ông cần nha. Và xa tay lái thấp một tay. Đó, anh em lưu ý ha. Công tắc đây luôn nè. Tắt hại luôn. Nếu như anh em xài gì thì để gì. Còn nếu như mà lên hai tay thì cái bộ này thì bên em sẽ gỡ ra ha. Đó, lên hai tay còn ra bóp là ra bóp mới. Càng đầu bò zin nha anh em. Xăng lên, không lè lại, xăng chưa lên. Châm xăng vô. Hết xăng nha anh em, K3 ha, 1.4 triệu. Rồi K4 và K5 là dòng máy Magu ha. Dòng máy Magu thì dòng máy đề cao đó, bền, dễ nổ, lợi xăng ổn định cao và hư hao sau này phụ tùng nó rất là nhiều. Mà cái dòng này thì nòng 34 ly nhưng mà thiết kế gọn. Đó, 34 ly là nó thuộc dạng là bốc khỏe, bền. Đó, 34 ly là nói chung là thuộc dạng khỏe nghe anh em. 26cc ha. Con này rất đẹp nè, cái tem này nó hơi chóc xíu nè, nhưng mà đẹp ha. Nè, bình xăng lớn là zin nè, ốc là còn trắng hết luôn nghe nè. Nè, nòng là còn mới ken xà beng luôn. Đó, con này rất là đẹp nha. Đó, quá đẹp, quá mới luôn ha. Và con này được ra bóp zin luôn nghe anh em. Đó, bình xăng lớn là zin nè. Bô đẹp ha, tâm của nó là tâm liền. Công tắc đây ha, con này xài ra bóp zin luôn nha. Đó, ra bóp zin ra vượt ngoài mà em gắn lại đầy đủ bóp ok nè. Ngon lành nghe anh em, càng trắng cỏ, đầu bò bao zin nghe anh em. Rồi con K5 này là thuộc cái dòng máy Magu, nhưng mà con này tum gầy. Con này nó cũng 1.8 triệu luôn nghe anh em, nó được cái là tum gầy ha. Và cái dòng Magu đầu này là gọi là Magu đầu du. Nó chạy sẽ khỏe hơn cái con bên kia tí xíu nghe anh em. Đó, nó chạy nó sẽ khỏe hơn con bên kia tí xíu ha. Đó, anh em nào mà cần tum gầy á, gắp xe thuốc á thì lấy con này. Còn nếu như tum liền mà thích ra bóp thì lấy con kia ha. Nòng 34 ly, 26cc, máy móc zin nguyên bản anh em. Thùng xăng lớn là thay mới nè. Chế cũng là chạy chế quam gồ ha, chế quam gồ này họng nó to hơn, chạy nó lực hơn. Đó, lót dập da băng cho anh em mình trong đó luôn nha. Máy móc thì nói chung thì liền lạc ha anh em. Đó, tum của nó là tum gời. Đó, tum gời, tum nhỏ, tum 260 anh em, gắp được xịt thuốc ha. Công tắc đây nè. Hai tay lái, cần và đầu bò thì em bao zin nha anh em. Ở zin nguyên bản ha, 34 ly, 26cc. K5 1.8 anh em. Tiếp theo là qua K6 ha. Đó, K6 là cái dòng máy Shindewa Shop anh em, Shindewa Shop 2.500 ha. Mấy cái dòng này thì chạy phải gọi là siêu bền, siêu bốc và nó cực kỳ là tiết kiệm xăng nha. Đó, anh em ở Bình Thuận đâu. Đó, vô hốt con này giùm em ha. Con này mà về xài gia đình cái là hết nước chấm. Đó. 25cc nòng 33 ly anh em, ghi lộn 34 ly. Con này thì máy còn rất là đẹp anh em. Thùng xăng lớn là zin nè. Mới chát nè, nòng rồi còn mới ton nè. Đó, con này giá 1.8 triệu nha. Đó, anh em Bình Thuận nó lụm lẹ đi ha. Ở ngoài chắc không có ba giá này đâu. Con này còn rất mới nha, ốc bô nó còn vàng nha anh em. Ốc bô nó còn vàng chứng tỏ là nó chạy ha.
Đó, chế quả ga zin theo máy nè, chế da băng nè. Ốc chỉnh gió nè, ốc gam ti ha. Le đây, anh em kéo lên là đóng ha. Diệt nổ xong anh em thả xuống. Đó, 250 tum nhôm. Con này phiên bản này ta lái thấp một tay, anh em không thích thì em lên hai tay miễn phí ha. Càng nè, tem mát ok hết, trắng cỏ, đầu bò, đầu là zin hết. K6 1.8. Rồi tiếp theo là hôm qua K7 nha anh em. Đó, K7 tới K12 luôn, là cái dòng máy Mitsu nè, TU nè, TB nè và TL, là ba cái hệ máy này là nó ngon, nó đỉnh, nó VIP của nhất của Mitsubishi nha anh em. Đó, là cái dòng này là rất là nhiều anh em ưa chuộng ha, TU, TB và TL. Là cái dòng này đối với riêng em theo em đánh giá ha, và khách xài khách phản hồi ha, là cái dòng TU này là nó chạy ngon nhất luôn, nồng nó bền hơn. Đó, mấy cái dòng này thì nó chạy rất là bốc, bền, dễ nổ và nó cực kỳ là tiết kiệm xăng nha nè. Nó là ông vua tiết kiệm xăng ha. Và sau này hư phụ tùng nó rất là nhiều. Mấy cái dòng này phụ tùng nó rất là nhiều ha. Rồi, con này là TU26 anh em, Kawasaki TU26 ha. Ủa xin lỗi anh em, Mitsubishi TU26, cái phiên bản này là cái phiên bản KZ. Đó ha. Lốc nè, dòng Mitsubishi nè. Đó, chế là chế quâm còn một kim ha. Cái cọng dây này mai em xử lý lại cho anh em ha. Nó bị kẹt cái gì đó. Đó, máy thì còn rất mới anh em, con này 2.2 triệu thôi. Bô đẹp nè ha. Anh em nhìn cái tum nhôm, tum gời của nó anh em thấy không? Quá trời chất lượng luôn. Nó bự mà nó to, nhìn nó đã, nó chất lượng. TU26 ha, hai tay lái nha nè, ở cần đầu bò trắng cỏ ghim nha. Để em thì rồi K7 2.2 triệu ha. Tiếp theo là K8 và K9 ha, là cái dòng này là TB. Ở TB thì nó được cái là 34 ly nha anh em, 34 ly ha, nhưng mà công suất máy thì nó cũng 26cc. Cặp này thì nói chung thì máy móc cũng nguyên zin cho anh em mình hết. Cặp TB này nó hay cái là được trợ lực và nó chế của nó là chế luôn hai kim. Ở nhưng mà cặp này thì nói chung nó bị dính dơ nè anh em, nó bị dơ ha, bởi vì em bán giá rẻ cho anh em luôn. Con này là tum liền, tum nhôm, em bán nó 2 triệu. Còn con này là tum gầy, tum nhôm, tum nhỏ, tum 260. Con này thì 2.150.000 ha. Máy móc là em bao ghim toàn bộ nha. Cái vỏ nó hơi xấu thì em bán giá rẻ nha anh em. Nếu như đẹp á, là con này là 2.200.000 nè, 2.200.000, 2.300.000 nè. Còn con này là 2.400.000, 2.500.000 ha. Đó, chụp giật của nó là trợ lực nhỏ hết nha anh em. Chế hai kim quam gồ sim ha. Lóc có dập da băng cho anh em hết. Đó, con này tay đỏ luôn nè, mà tay đỏ nó bị gãy ha. Em gắn cái nắp engine của thằng TB vô nè. Đó, mình xài cái le này thôi. Còn cái này anh em nào biết xài vẫn còn xài được. Đó, thấy không? Vẫn còn nhảy bình thường. Đó là lợi, quá lợi luôn. Rồi, một con là tum liền nè, còn con là tum gời ha. Rồi, còn hai con này là tay lái thấp, một tay hết nha anh em. Thích thì để, còn không thích thì lên hai tay ha. Cần đầu bò thì em bao zin cho anh em hết. Quá bốc luôn nha anh em. Anh em lưu ý ha, mấy cái dòng Mitsu này nè, là nó đồ nó có đồ mới ha, cái này chịu khó mà ngồi mà vệ sinh lại là đẹp. Đó ha, còn bên em làm biến lắm. Cái thứ nhất, cái thứ hai á, là có một số kênh người ta bán cái dòng máy này, người ta sơn lại, nhưng mà anh em nhìn vô không biết, nhưng mà đối như thợ như bọn em á, là chỉ cần liếc qua một cái thôi, là nhìn vô là nó biết sơn lại liền. Đó ha, nhưng mà người ta sơn lại là cái đít này nè, nó cực kỳ đẹp luôn ha, nó cực kỳ đẹp, nó không gọi là không có một dấu chày luôn anh em. Sơn lại mới ken luôn, lấy gì có dấu chày.
đó thì người ta một con tê là 26, cái này người ta bán 2.350.000, 2.400.000 gì đó đó, còn bên em không có sao để vậy, bán giá rẻ cho anh em xíu ha. Chứ sơn lại thì nó cũng vậy thôi, sơn mà ai sơn trả được. Thứ nhất nó tốn thời gian, cái thứ hai cái chi phí nó đội cao của lên của anh em thôi đó ha, là nó như vậy. Rồi con này là K10 ha, tê là 26 nè, 2.200.000 anh em. Máy móc thì em bao zin nguyên bản nè, chỉ có thùng xăng lớn là em thay mới nè, bởi là bắt buộc em thay mới nè ha. Chế hai kim quam gồ nha, đó lóc có dập in ra bằng ha, lòng 26 đẹp đó. Đây nè, thật sự luôn con này nó còn rất là đẹp luôn nè. Nếu như mà cái chỗ này á, mà cái cọng dây ga nó không lòn như đây là nó cũng không bị chạy đâu. Ở zin của nó là về là cái cọng dây ga nó nằm gì nè nè. Đó nè, thấy không, là ngay cái dấu chạy đó luôn rồi nè. Đó, chứ làm gì mà mấy cái này mà không chạy được. Đó, mới cỡ nào mới vẫn bị chạy nha anh em. Đó, còn những chỗ khác đó người ta sơn lại. Đó, nhìn vô là biết liền thôi. Đó, hai ta lái ra chết ha. Cần đầu bò nó đang thiếu nữa, gáp zin ngon lành cho anh em hết nha. Hết xăng nè. Rồi tiếp theo là K11 và K12 ha anh em. Là cặp này là tên là 261 ha. Ở tên là 261 á thì nó khác nè. Cái nắp xăng nó quay lại trước nè, còn 26 là quay bên hông nghe nè. Đó, với lại là dòng tên là 261 này thì cái cảm giác nó chạy nó sẽ khỏe hơn tí xíu ha. Rồi con K11 thì 2.200.000, còn con K12 thì 2.400.000 nghe nè. Con K12 này nó mới hơn nè. Đó. Thì nó cũng là nòng 33 ly, công suất cũng là 26cc ha. Máy móc em cũng bao zin cho anh em nguyên bản hết. Con này thùng xăng mới nè, còn con này là thùng xăng zin nha anh em. Chế hai kim chế quam gồ zin hết nha. Đó, lóc có dập da băng cho anh em mình hết ha. Con này đẹp cực kỳ luôn. Đó, cần của nó là tùm gợi, tùm nhỏ, tùm 260 hết nha anh em. Nè, con này bao mới luôn nha anh em. Đó, nè, đít của nó nè, đỏ ao luôn. Số xe ghi đây. Đó, còn con này thì nó hơi bị chóc sơn rồi ha, chóc sơn rồi nghe anh em. Đó, ta lái như hình nè, con này con K11 này được cái bộ ga bóp zin ở dưới ống nè. Còn anh em thích thì để xài, còn không thích muốn lên hai tay thì bên em sẽ gỡ ra, bên em sẽ lên hai tay cho mình ha. Cần zin, đầu bò thì lúc nào cũng bao zin. Anh em chốt máy liên hệ vào số điện thoại giùm em ha, là 0972 949 527. Anh em xem thì nhớ cho em xin một lượt đăng ký kênh, một dấu like ha. Rồi bye bye anh em nha, hẹn gặp lại anh em clip sau.